Kiev bé bằng vì chẳng ai coi trọng kế hoạch của ông Zelensky. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Trong khi chiến trường nước sôi lửa bỏng, Tổng thống Zelensky đã có chuyến công du vòng quanh châu Âu với ý định vớt vát những gì không thể có được trong chuyến công du Mỹ. Vậy thì chuyến đi của ông này có thành công hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Nhưng trước hết sẽ là các tin tức từ chiến trường. Zelensky trắng tay, Nga dồn 1.500 lính Ukraine vào lò lửa. Tại Kursk, Nga đang tăng tốc phản công, khép chặt vòng vây và dồn ép 1.500 quân Ukraine gần làng Oluka. Về phía đông nam thì quân Nga cũng mở mũi tấn công áp sát làng Plekovo từ Cheskarkaya, Konopenka. Nếu thành công, hành động lần này của Nga sẽ tạo ra một lò lửa cho các đơn vị của Ukraine và khiến họ mất quyền kiểm soát một vùng lãnh thổ đáng kể. Vài ngày qua thì phía Nga cũng đã giành lại quyền kiểm soát thêm nhiều khu định cư gồm có Liubimovka, Stetukovka, Leonidove, Novo Ivanovka và Mikhailovka. Apti Laudinov là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat tuyên bố rằng quân đội Nga đã phá hủy gần 70% xe chiến đấu của Ukraine tham gia các hoạt động ở Kurs. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga vào hôm 11 tháng 10, Ukraine đã mất hơn 21.900 quân nhân, 144 xe tăng, 69 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân 897 xe chiến đấu bọc thép, 594 xe cơ giới, 181 pháo và 34 hệ thống pháo phóng loạt cùng nhiều thiết bị quân sự khác. Ở phương Tây thì họ đã xác định rõ ràng rằng cuộc phiêu lưu Kurs của Tổng thống Zelensky là một thất bại. Chuyên gia phân tích quân sự người Đức Julian Rocker thừa nhận với sự thất vọng không hề che giấu rằng chiến dịch Kurs của Ukraine không đạt được bất kỳ một mục tiêu nào. Họ không thể tiếp cận được sông Seim, không đến được Kruskovo, Tekino, Korendevo, và tất nhiên là không thể tới được nhà máy điện hạt nhân Kursk. Đặc biệt tại trạm biên giới Gluskovo, Ukraine tổn thất cực lớn mà vẫn không thể đột phá được vào khu vực này sau hơn một tháng nỗ lực tấn công. Những cảnh quay mà phía Nga công bố hôm nay cho thấy rằng họ đã tiêu diệt nhiều binh sĩ và thiết bị của đối phương tại đây. Từ góc độ chiến thuật, cuộc tấn công Kursk đã không đạt được bất kỳ một mục tiêu nào ngoài việc chiếm được thị trấn Suza ngay từ đầu chiến dịch. Tuy nhiên, thị trấn duy nhất do Kiev nắm giữ này thì hiện vẫn đang bị phía Nga tấn công và chắc chắn sẽ sớm giành lại được. Thêm nữa, tính bền vững của chiến dịch Kurs vẫn còn là câu hỏi để ngỏ, đặc biệt là trong vài tháng tới, Nga sẽ chiếm lại hầu hết các khu vực đã mất. Hiện thì vùng biên giới Kurs phần lớn đã bị người Nga khóa kín, đảm bảo rằng không có quân tiếp viện hoặc phương tiện cứu trợ nào có thể tiếp cận được những binh sĩ Ukraine còn lại ở đây. Có thể nói rằng đây là một cái bẫy tiêu hao chết người. Việc Điện Kremlin ra lệnh sơ tán toàn bộ dân thường khỏi lãnh thổ do Kiev kiểm soát đã được chứng minh là đúng. Bởi vì giờ đây, toàn bộ lãnh thổ Kursk đã biến thành một vùng bắn phá tự do. Mục tiêu của Điện Kremlin rõ ràng là giảm thiểu tối đa mọi tổn thất về sinh mạng cho người Nga trong cuộc tái chiếm Kursk. Đối với mặt trận Donbass thì quân Nga cũng tiến quân dọc theo toàn bộ mặt trận từng ngày, chiếm thêm các khu định cư khi họ đi qua. Chỉ trong vòng một tháng qua, người Nga đã chiếm được thêm khoảng 500 km vuông, trong đó có cả thành phố kiên cố cực kỳ quan trọng Vuleda. Đây cũng là một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine, và một trung tâm hậu cần còn lớn hơn nữa là Pokrov hiện tại đang nằm trong tầm với của Nga. Họ chỉ còn cách thủ phủ Pokrov khoảng 7,6 km sau khi đã chiếm được Nikolaevka và các khu định cư lân cận Krustoya và Krasnia. Ngoài ra, khoảng cách đến Minograd cũng chỉ còn sấp xỉ 1,5 km. Cựu cố vấn văn phòng Tổng thống Ukraine Arestovic cảnh báo rằng người Nga sẽ tiến hành tấn công chiến lược trên toàn bộ mặt trận trong những ngày tới. Họ đang tích lũy lực lượng và tiến bộ trên toàn mặt trận từ Zaporizhia cho đến Kupiansk ở Kharkov. Hiện thì các trận chiến tại Donbass cũng rất dữ dội khi quân đội Nga liên tục di chuyển từ khu định cư này sang khu định cư khác. Họ tấn công các vị trí của Ukraine dưới sự yểm trợ của pháo binh và bom lượn, sau đó dọn sạch các bãi mìn và những tay súng bắn tỉa còn sót lại của đối phương. Trong lúc chiến trường nước sôi lửa bỏng như vậy, Tổng thống Zelensky đã có chuyến công du vòng quanh châu Âu tới các điểm dừng tại Anh, Pháp, Ý và Đức. Mục tiêu cũng giống như chuyến thăm Mỹ, đó là trình bày kế hoạch chiến thắng của mình. Trong đó, đề xuất phương Tây nên chấp nhận cho Ukraine gia nhập NATO, dỡ bỏ lệnh cấm tấn công bằng vũ khí tầm xa vào Nga, cũng như yêu cầu đồng minh NATO hãy bắn hạ tên lửa UAV của Nga từ lãnh thổ của các nước nằm cạnh Ukraine. Vậy, liệu châu Âu có né tránh các yêu cầu trong bản kế hoạch này như là Tổng thống Biden đã làm hay không? Kiev bé bằng sau Mỹ, châu Âu khước từ kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Truyền thông phương Tây tiếp tục bày tỏ sự hoài nghi công khai về kế hoạch của ông Zelensky. Hôm qua ngày 11 tháng 10, tờ Telegraph viết rằng, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine và Thủ tướng Einstein ở London, phát ngôn viên của Thủ tướng Anh khẳng định chưa có cuộc chiến nào giành được chiến thắng chỉ bằng một loại vũ khí, cụ thể ở đây là tên lửa Storm Shadow. Do đó, lập trường của chính phủ Anh về việc sử dụng tên lửa tầm xa vẫn không thay đổi. Hôm 10 tháng 10, thì tờ Politico của Mỹ cũng đánh giá thấp về khả năng các cường quốc châu Âu sẽ hồi đáp tích cực lời khẩn cầu của ông Zelensky. Tờ này đã xem xét 5 yếu tố hàng đầu mà Tổng thống Zelensky muốn đưa ra trong chuyến công du châu Âu và đánh giá cơ hội của ông ấy theo thang điểm từ 1 đến 5. Trong đó, một điểm là gần như không có cơ hội và năm điểm là rất có thể sẽ được đáp ứng thứ nhất đó là yêu cầu được gia nhập nato nó được đánh giá một điểm không có cơ hội tờ này viết rằng trong khi nato luôn luôn tuyên bố ukraine đang trên đà gia nhập khối quân sự vào một ngày nào đó thì vẫn chưa có một mốc thời gian cụ thể nào được đưa ra đặc biệt mỹ và đức đã dẫn đầu nhóm các nước hoài nghi về việc kết nạp kiev yêu cầu thứ hai là các nước láng giềng ba lan và romania giúp bảo vệ bầu trời ukraine Điều này cũng được đánh giá một điểm, không có cơ hội. Tại thời điểm này thì ý tưởng đó hoàn toàn không thể thực hiện được bởi vì các đồng minh Ukraine lo ngại sẽ xảy ra xung đột trực tiếp với Nga. Tuy nhiên, yêu cầu đồng minh NATO gửi thêm hệ thống phòng không cho Kiev có tỷ lệ thành công lên tới 4 điểm. Yêu cầu thứ ba đó là cho phép Ukraine tấn công tầm xa bằng vũ khí phương Tây. Nó cũng được đánh giá một điểm không hề có cơ hội. Cho đến nay, các quốc gia châu Âu vẫn luôn lo ngại việc cho phép tấn công sâu có thể gây ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn thậm chí là kích động Nga phản ứng hạt nhân. Yêu cầu thứ tư là cung cấp tên lửa tầm xa Taurus của Đức. Nó cũng chỉ được chấm một điểm. Chính phủ Đức từ trước đến nay vẫn luôn nhất quán và kiên định trong việc từ chối để cho Ukraine triển khai tên lửa hành trình Taurus đầy uy lực của mình. Thứ năm, đó là phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine bằng tiền của phương Tây. Ý tưởng này thì khả thi, cho nên được chấm 5 điểm. Politico viết rằng các công ty quốc phòng như là Remental, Namo và Saab đã đồng ý một số chương trình sản xuất pháo và xe bọc thép trong nước Ukraine. Đan Mạch, Canada và Litva thì cũng đang đặt hàng trực tiếp tới các công ty Ukraine. Như vậy, với 4 trên 5 yêu cầu chỉ có thang điểm 1, nó cho thấy rằng phương Tây rất có thể sẽ từ chối những điểm chính trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, chính quyền Kiev vẫn đang cố yêu cầu phương Tây hãy chấp nhận bản kế hoạch này và kiên quyết phủ nhận thỏa thuận ngừng bắn để đổi lấy hòa bình. Tổng thống Zelensky lập luận rằng nếu Ukraine được phép thực hiện các cuộc tấn công tầm xa trên lãnh thổ Liên bang Nga, thì diễn biến của cuộc chiến sẽ tăng tốc gấp 10 lần Tuy nhiên, cả Mỹ và Anh đều đánh giá vũ khí tầm xa không thể ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến của cuộc chiến. Đồng thời cả hai cũng lo ngại điều này có thể gây ra xung đột trực tiếp giữa Liên bang Nga và NATO. Như vậy thì có thể thấy, có một xu hướng rõ ràng ở Mỹ và châu Âu. Họ thừa nhận rằng không có khả năng Ukraine giành được chiến thắng quân sự trước Nga. Do đó, truyền thông phương Tây bắt đầu thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh dọc theo tiền tuyến để ngăn chặn những tình huống tồi tệ hơn cho Kiev. Có điều là chính quyền Kiev theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan lại phản đối xu hướng này và tuyên bố muốn tiếp tục chiến đấu nhưng cần có sự hỗ trợ của phương Tây. Điều đó khiến cho việc thỏa thuận với Nga trở nên vô cùng khó khăn. Diễn biến này cũng cho thấy sự bất đồng đang nảy sinh giữa Ukraine và các đồng minh phương Tây về việc xung đột này sẽ kết thúc như thế nào. Những bất đồng này cũng tương tự như mối quan hệ giữa Mỹ và Israel về việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Tuy nhiên, khác với Ukraine, người đứng đầu Israel, Thủ tướng Netanyahu, có vị thế hơn hẳn ông Zelensky. Cần phải lưu ý là về mặt quân sự Israel ít phụ thuộc vào các đồng minh phương Tây hơn Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yuramov từng thừa nhận rằng đất nước của ông phụ thuộc tới 80% nguồn cung cấp của phương Tây. Cũng vậy, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh của EU Joseph Borrell cho biết rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ kết thúc trong 15 ngày nếu như các đồng minh phương Tây ngừng viện trợ. Vì vậy, câu hỏi lớn đặt ra đó là liệu phương Tây có thực hiện mong muốn của Ukraine là dỡ bỏ mọi làn danh đỏ, cũng như mời Ukraine tham gia NATO hay là phương Tây sẽ bắt đầu tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh dọc theo tiền tuyến. Iran bí mật đe dọa tới các đồng minh của Mỹ trên khắp Trung Đông. Liệu Israel có chủ bước? Tròn 10 ngày trôi qua, hiện tại Trung Đông vẫn đang trong tình trạng thấp thỏm khi có thông tin Israel dự kiến sẽ trả đũa Iran sau cuộc điện đàm vào hôm 9 tháng 10 giữa Tổng thống Biden, Phó Tổng thống Harris và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Cả Mỹ và Israel đều đã tiến gần hơn tới việc đạt được sự đồng thuận về kế hoạch trả đũa Iran của Israel. Có thông tin cho rằng Thủ tướng Netanyahu hiện tại đang tìm kiếm sự chấp thuận tấn công Iran trong nội các an ninh của mình. Tuy nhiên, truyền thông Israel cho biết, đến giờ vẫn chưa có tuyên bố nào được đưa ra. Ở chiều ngược lại, Iran cũng không hề ngồi yên. Vào ngày 10 tháng 10, thì tờ Wall Street Journal đưa tin, Tehran đã đe dọa thông qua các kênh ngoại giao bí mật rằng nước này sẽ nhắm vào các quốc gia vùng vịnh giàu dầu mỏ, cũng như là các đồng minh khác của Mỹ ở Trung Đông, nếu như lãnh thổ hoặc không phận của các nước này được sử dụng để tấn công Iran. Giới quan sát nhận định rằng Israel có khả năng sử dụng không phận Jordan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hoặc có thể là cả Ả Rập Xê Út để tấn công các cơ sở quân sự, mỏ dầu hoặc trung tâm hạt nhân Iran. Mặc dù các quốc gia Hồi giáo kể trên đều đã bác bỏ khả năng cho phép Israel mượn không phận vì lo ngại Iran sẽ kích động các lực lượng ủy nhiệm tấn công mỏ dầu của họ. Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ các quan chức Ả Rập cho biết, các quốc gia mà Iran đe dọa bao gồm có Jordan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út và Qatar. Tất cả các quốc gia này đều có căn cứ quân sự Mỹ. Các quốc gia này đã nói với chính quyền ông Biden rằng họ không muốn cơ sở hạ tầng quân sự hoặc không phận của họ bị Mỹ hoặc Israel sử dụng cho bất kỳ một hoạt động tấn công nào chống lại Iran. Trong khi đó thì phản ứng từ phía Nga đang thu hút được sự chú ý của dư luận thế giới. Ngoại trưởng Nga vào hôm 11 tháng 10 cảnh báo Israel rằng nếu xảy ra bất kỳ kế hoạch hoặc mối đe dọa nào nhằm tấn công các cơ sở hạt nhân dân sự của Cộng hòa Hồi giáo Iran thì đó thực sự là một hành động khiêu khích rất nghiêm trọng. Mặc dù về mặt công khai Nga lên tiếng chỉ trích bất cứ một kế hoạch tấn công vào cơ sở dầu mỏ hay hạt nhân nào của Iran. Nhưng đằng sau hậu trường thì các động thái của Nga cho thấy họ vẫn cam kết ủng hộ Israel, đặc biệt là trong vấn đề năng lượng. Cũng cần phải lưu ý là cùng với lương thực thì năng lượng chính là một trong hai trụ cột chính để đảm bảo an ninh của bất kỳ một quốc gia nào. Khi cuộc chiến ở Gaza ngày càng leo thang, đã có áp lực từ những người ủng hộ Palestine, yêu cầu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan phải đóng cửa đường ống dẫn dầu Baku, Tbilisi, Seha, nhằm cắt đứt nguồn xuất khẩu dầu của Azerbaijan sang Israel thông qua đường ống này. Những người ủng hộ Palestine cho biết rằng, dầu thô Azerbaijan được vận chuyển qua đường ống trên sẽ được bơm lên tàu chở dầu tại cảng Seyhan của Thổ Nhĩ Kỳ, rồi sẽ được vận chuyển đến Israel. Họ tin rằng, đường ống này đang tiếp liệu cho cỗ máy chiến tranh của Israel. Do đó, các bên liên quan tới đường ống dẫn dầu này đều gián tiếp đồng lõa với cuộc chiến leo thang của Israel. Tuy nhiên, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, đó là dầu của Azerbaijan hoặc Kazakhstan Chiếc thổ Nhĩ Kỳ không sở hữu dầu. Theo thỏa thuận, thì thổ Nhĩ Kỳ là bên chịu trách nhiệm về mọi sự chậm trễ trong quá trình xây dựng hoặc vận chuyển dầu và sẽ buộc phải cung cấp dầu lưu thông tự do qua đường ống này, cũng như không thể ngăn cản vận chuyển. Nếu không, họ sẽ phải hoàn trả tiền bồi thường cực lớn. Đồng thời, điều đó cũng ảnh hưởng tới uy tín của thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là một nhà cung cấp năng lượng trung lập. Có một điều thú vị đó là trong khi thổ Nhĩ Kỳ bị chỉ trích nặng nề, thì không có một áp lực nào như vậy đối với nga. Tờ điên viết rằng ít nhất 600.000 tấn dầu thô Kazakhstan-Nga đã được chuyển đến Israel qua đường ống Caspi kể từ tháng 10 năm 2023. Nguồn dầu này là hỗn hợp từ các mỏ dầu ngoài khơi lớn ở biển Caspi cũng như các mỏ nhỏ hơn trên bờ ở miền nam nước Nga. Nga dường như cũng tiếp tục vận chuyển thường xuyên dầu bơm chân không. Đây là một loại nhiên liệu chất lượng thấp chủ yếu được nâng cấp thành nhiên liệu máy bay và dầu diesel thông qua quá trình hero cracking. Dữ liệu cho thấy có 4 chuyến hàng lớn chở loại dầu này đã rời Nga đến Israel sau khi tòa án quốc tế ra lệnh cho Israel thực hiện mọi biện pháp có thể để ngăn chặn nạn diệt chủng. Như vậy thì có thể thấy rằng Nga đã bán các sản phẩm dầu qua chế biến cho Israel và tạo điều kiện cho Kazakhstan xuất khẩu dầu sang Israel thông qua liên minh đường ống Caspian. Đây là một bằng chứng nữa củng cố các chính sách của Nga đối với Israel. Cho đến nay thì Israel cũng vẫn chưa trừng phạt Nga theo phương Tây vì tấn công Ukraine. Cũng như họ cũng chưa từng viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine. Trong khi đó thì phía Nga cũng chưa từng trừng phạt Israel về chiến dịch của nước này ở Gaza. Thậm chí, họ còn chưa chỉ định Israel là quốc gia không thân thiện. Ngoài ra, mặc dù Israel đã thực hiện nhiều cuộc không kích vào Syria, quốc gia mà Nga có căn cứ quân sự, nhưng Điện Kremlin cũng nhiều lần trì hoãn cung cấp hệ thống tên lửa S300 cho Syria. Đây như là một hình thức gián tiếp cho phép Israel ném bom vào các mục tiêu quân ủy nhiệm của Iran tại Syria mà không có sự can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp từ Nga. Tương tự như vậy, Israel cũng chưa chuyển giao thiết bị quân sự công nghệ cao bao gồm cả hệ thống phòng thủ vòm sắt cho Ukraine. Mặc dù họ chịu áp lực không ít từ phương Tây. Việc Nga cung cấp dầu cho Israel thông qua bên thứ ba là Kazakhstan cho thấy rằng cả hai cùng có lợi ích năng lượng chung, đặc biệt là khi xét đến tầm quan trọng hiện tại của sự hợp tác này. Israel cần có nguồn cung dầu thô ổn định bởi vì Houthi đã phong tỏa Biển Đỏ. Trong khi đó thì Nga cũng cần nguồn cung ngân sách ổn định từ việc mở rộng các đối tác năng lượng ngoài châu Âu do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Hơn nữa, ngay cả trong trường hợp Israel quyết định trừng phạt Nga và cung cấp vũ khí cho Ukraine, thì cũng rất khó để có khả năng Nga sẽ cắt đứt nguồn cung dầu cho Israel. Minh chứng cho điều này là đến ngày nay thì Nga vẫn đang cung cấp dầu khí cho EU, mặc dù khối này đã trừng phạt và cung cấp vũ khí cho Ukraine. Bởi vì Nga cần có nguồn thu ngân sách. Với việc bán dầu cho Israel, Nga thực sự là bên đã tiếp liệu cho cỗ máy chiến tranh của Israel. Đồng thời, cũng từ thực tế này thì Nga có thể bác bỏ các cáo buộc của phương Tây rằng các quốc gia nào mua dầu của Nga thì đang gián tiếp đồng lõa cho các tội ác chiến tranh của Nga tại Ukraine và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo